Rồi các bạn chú ý bài tập của chúng ta. Như vậy trong bài tập này, các bạn cần phải biết cách định nghĩa mẫu tô. Bởi vì đề người ta cho một cái miếng nhỏ xíu vậy nè, mà cái nền của chúng ta nó lớn. Rồi tí nữa chúng ta kéo nha. Cái thứ hai là cái chữ. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Control N. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái bức ảnh này ra cho nó dễ nhìn. Rồi hình ảnh bằng nhau khoảng như thế để các bạn dễ hình dung. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ và chúng ta sẽ chọn tô màu. Như vậy bạn nói lúc nãy là chúng ta sẽ lấy cái mẫu tô, Ctrl A, Ctrl C, đưa qua đây, Ctrl V, di chuyển nó lên bằng cách là các bạn dùng công cụ move, các bạn kéo nó lên. Nếu mà chúng ta Ctrl T kéo nó rộng ra, đâu phải cái mình cần đâu. À, cho nên không phải là kéo nó ra. Rồi có bạn có ý khác rất là hay, dùng phím Internet kéo copy ra, có vẻ cũng hay nha, đúng không? Nhưng mà nó chỉ có một cái khoảng nhỏ thì chúng ta làm được, nhưng mà với một cái nền lớn thì chúng ta làm sao. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ mới, là chúng ta sẽ định nghĩa một cái mẫu mẫu tô. Ví dụ như hôm trước chúng ta tô màu, các bạn chọn là tô màu và chọn theo kiểu là pattern đó. Trong này nó có những cái mẫu mà hôm trước mình làm của cái bài cô gái đó, tô màu cô gái đó, thì chúng ta sẽ tự định nghĩa cái mẫu tô bằng cách là các bạn chọn cái file này và các bạn sẽ vô menu edit define pattern và bạn lấy bất kỳ file nào bạn define cũng được cả. Define pattern hình như nó không phải cái file mình chọn đây, edit define pattern, thấy mẫu tô chưa? Đã rồi, mình sẽ đưa qua đây và mình tổ cho cái tô màu, chọn pattern và mẫu tô của mình là cái mà mình mới định nghĩa. Cái mình mới định nghĩa là cái này, bạn click chuột bạn tô và mình chỉ lấy một phần thôi, mình không lấy hết. Và cái phần đấy là phần nào? Mình lấy một phần từ đây cộng xuống đến đây. Vậy thì chúng ta sẽ đặt cái điểm như thế nào? Chúng ta sẽ đặt đây một điểm, qua đây 2, qua đây là 3, 3 điểm là được. Như vậy chúng ta sử dụng ben, đây một điểm. Chúng ta tắt cái layer này đi để dễ thấy. Rồi qua đây là điểm thứ 2, qua đây là điểm thứ 3 đó. Và chúng ta bắt đầu điều chỉnh lại cái layer này, thêm kéo xuống, được chưa? Nó cong ha. Nếu mà các bạn muốn điều chỉnh thêm thì các bạn nhớ nhấn Ctrl nhé. Nếu mà không Ctrl đó thì bạn đưa vô đây nó sẽ bị mất điểm nè. Đó, mất nè, mất. Mình phải nhấn Ctrl thì mình mới điều khiển nó. Rồi cho xuống dưới tí xíu, nhấn Ctrl kéo nó xuống một tí. Như vậy được chưa? Được ha. Và mình vẽ lên trên luôn. Vẽ lên trên, vẽ bao lên trên. Xong Ctrl Enter. Thực ra cái vùng bao các bạn thấy nó rộng, nhưng mà
Nếu mà mình áp dụng thì nó chỉ áp dụng đến cái biên của cái hình này thôi, cho nên phần dư này chúng ta không quan tâm. Bây giờ các bạn sẽ chọn ly ở 1 và mình làm gì với nó? Ép ép gì vào? À, ép layer mask vào. Và chúng ta chỉ lấy giữ lại cái phần mà chúng ta cần, được không? Bây giờ đến màu xanh. Màu xanh này theo các bạn chúng ta làm sao? Nó sẽ có cái công cụ gì mà chúng ta cần ở trong này? Màu xanh này có công cụ gì mà chúng ta cần ở đây? Các bạn thấy từ xanh đậm đến xanh nhạt, đậm đến nhạt, vậy thì công cụ gì? Chức năng gì? À, shift F6, tức là feeder, tạo vùng chọn. Và các bạn feeder cho nó, cho thầy cái màu. Các bạn chọn màu. Các bạn tạo một layer mới, tô màu vô. Màu đâu rồi? Đây, chọn màu. Tạo layer mới và tô màu. Bây giờ nếu mình tô màu như vậy đó, và sau đó mình che cái phần giữa đi, che phần giữa, mình làm sao để che được phần giữa đây? Tạo cho thầy một vùng chọn, rồi shift F6 cho nó lớn tí xíu, mình thử thôi. Bây giờ add layer mask cho layer 2 được chưa? Add layer mask cho layer 2. Control Shift E, đúng rồi, cái vùng mình cần là vùng bên ngoài. Add layer mask cho layer 2. Được chưa? Và chúng ta có thể điều chỉnh cái mặt nạ này. Ctrl T, chúng ta kéo xuống dưới một tí, kéo qua trái một tí, đó, thì nó sẽ mờ hơn. Ok, là mình đã có xong cái phần nền. Và bây giờ đến cái chữ, bạn đưa text vào. Cho size lớn lên. Nó sẽ chữ nó chưa đi. Rồi, ok. Bạn cho, một là bạn cho size của chữ nó lớn, hoặc là chúng ta Ctrl T, chúng ta kéo cũng được. Và các bạn đổi font. Các bạn muốn font nào thì các bạn dừng lại. Rồi, giả sử chúng ta chọn font này, Ctrl T. Bây giờ vấn đề là màu, màu sắc. Nếu như các bạn chọn test và các bạn thay đổi màu thì màu của nó chỉ là đơn sắc, bạn chuyển màu nó chỉ là đơn sắc thôi. Cho nên chúng ta sẽ chọn click chuột phải blending option và chúng ta chọn gradient overlay. Như vậy trong phần này, phần thiết kế poster của bạn, các bạn cũng có thể sử dụng để mà tạo ra các cái hiệu ứng chữ của các bạn cho nó đẹp. Giả sử mình chọn những cái hiệu ứng mà có sẵn, những hiệu ứng có sẵn. À, nếu như các bạn muốn, các bạn có thể định nghĩa lại cái màu. Được chưa? Đây là chữ có sẵn,
cái màu xanh ở trên, màu vàng ở dưới, đảo ngược lại thì màu vàng ở trên, màu xanh ở dưới. Góc, góc xoay. Đó, góc xoay. Tùy chúng ta muốn nó là như thế nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở bên trong. Thì cái này chủ yếu là chúng ta control được thôi, còn nó muốn như thế nào là do mình, cho nên cũng không quan trọng là giống hay không. Cái tiếp theo mà các bạn cần, mình chuyển cái này lên cho nó đẹp, màu màu trên nó nổi hơn thì nó đẹp hơn. Và mình sẽ làm cái phần tam giác. Tam giác của các bạn là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ vấn đề của chúng ta là làm sao để chia được 5 phần và vẽ được cái tam giác cho nó được 5. Rồi, vẽ một cái copy ra. Nhưng vấn đề là cái độ dài của cạnh này là bao nhiêu? Như vậy thì các bạn sẽ làm mà chúng ta không quan tâm đến cái khoảng cách. Chúng ta cứ làm cho nó đều trước đã. Các bạn sẽ tạo cho thầy một cái tam giác. Nó thuộc về polygon. 5 cạnh thì thay vì đó chúng ta chọn 3. Vẽ ra. Nhấn gì đây? Nhấn shift và vẽ lên trên. Như vậy mình có được một cái polygon. Bây giờ trong polygon này, nếu như các bạn muốn xài bát luôn thì các bạn sẽ đổi lại là màu xanh. À, bạn đổi lại màu xanh. Còn cái phần tô màu, tô màu bạn sẽ chọn màu xanh. Đó. Màu xanh nha. Thì nó đổi thành màu xanh. Ok. Rồi, chúng ta sử dụng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ copy nó ra. Copy ra. Để lấy cái màu vàng ở phía sau đó. Ctrl G. Một cái trên cái dưới. Vậy cái trên màu vàng hay cái dưới màu vàng? À, dưới màu vàng. Ở trên mình nhích qua một tí. Cái dưới mình đổi lại nó là màu vàng. Ok. Đấy, như vậy các bạn đã có được hai màu xanh vàng. Và bây giờ cái layer này nó nằm ở đây đúng vị trí chưa? Đúng chưa? Mình có thêm cái nền ở bên trong nữa đi. Các bạn tạo layer mới. Và cái này ở đâu ra? Các bạn dùng cọ vẽ. Và cái mẫu cọ là những cái mẫu ở bên trong này. Bây giờ bạn lấy bất kỳ mẫu nào. Ví dụ mình lấy lá ban. Đi vào đây. Vẽ thử xem. Chưa được. Màu đổi thành màu trắng. Chú ý chỗ này nha. Các bạn thấy mỗi lần mình vẽ là nó nhảy nè. Tại sao? Có liên quan gì? Hôm trước có cái bài nào? Bài online đầu tiên. Điều chỉnh cọ vẽ làm cho cái cọ của mình nó nhảy lung tung nhớ không? Để tạo cái tuyết đó. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ vô chỉnh lại cọ. Sub dynamic bỏ, tức là kích thước không có được động. Đó, không có được nhảy lung tung. Màu cũng không có nhảy. Ok. Và chúng ta vẽ lại như vậy, cái lá của chúng ta nó sẽ nằm đúng vị trí, nó không có bị nhảy đi đâu hết. Đấy.
được chưa? Và chúng ta vẽ được một chiếc lá nằm đúng vị trí mà chúng ta yêu cầu. Bây giờ có phải chúng ta cần 1, 2, 3, 4, 5 chọn 3 bạn này, nhân đôi lên, hoặc là nhấn phím Alt+Tab kéo ra 2, 3, 4 bốn bạn còn nữa. Vậy thì chọn cái chỗ này, Ctrl T nhỏ lại một tí, Enter, và chọn ba cái cuối cùng này, Alt+Tab kéo tiếp. Như vậy mình đã có được 5 đối tượng nằm ở vị trí này đúng chưa? Vậy nó nằm ở đâu? Cái layer 2 này nè, nó phải nằm trên cùng, nó phải nằm trên cùng, nó che cả các cái tam giác luôn. Đấy, như vậy các bạn thấy nó mờ mờ ngay chỗ này nè. Đây, layer 2 nó nằm trên cùng, nó che mấy cái tam giác. Được chưa? Bây giờ nhiệm vụ là chỉ có gì? Cắt trái ớt mang qua. Cắt trái ớt mang qua là xong rồi. Bây giờ cắt trái ớt này cắt làm sao? Dùng pen được không? Bây giờ dùng pen nha. Mình mới học pen, mình dùng pen lại đi. Đây, đây đến đây là một đường cong nè, không được qua đây nè. Lý do là chỗ này nó có điểm gãy. Tập trung đi. Chỗ này nó có điểm gãy thì các bạn không có đi qua đây được. Bởi vì khi mà bạn đi qua đây đó thì chỗ này chúng ta chỉnh rất là khó. Chỗ này vô. Đó, vô. Vô thì chỗ này thiếu nè. Thiếu, chỗ này lại thiếu nữa. Cho nên bạn phải nhấn Alt+Tab để kéo, phiền lắm. Khó chỉnh không? Phức tạp. Bây giờ mình làm đơn giản thôi. Các bạn click chuột đây và click chuột chỗ này. Thêm điểm giữa, nhấn Ctrl kéo ra. Click chuột dưới này, thêm điểm giữa, nhấn Ctrl kéo ra. Dễ không? Dễ hơn. Và cứ xuống dưới này. Đây, đường cong. Chỗ này cong ra, chỗ này cong vô. Thì mình chọn điểm giữa, thêm điểm, kéo ra. Chỗ này thêm điểm, kéo vô. Đó. Rồi từ đây xuống đây nó cong một chiều thôi, thì các bạn có thể là cho một đoạn dài, thêm điểm, nhấn Ctrl kéo. Và bây giờ chúng ta phải cần đến tiếp tuyến. Đó, thêm điểm kéo chỗ này vô tí. Các bạn cứ thêm điểm rồi nhấn Ctrl kéo thôi. Chỗ này thiếu, thêm điểm. Rồi, thêm. Thêm. Kéo lên. Thêm điểm kéo ra. Ctrl Enter. Ctrl C. Và chúng ta dán vào đây. Rồi quả ớt của chúng ta sẽ nằm ở vị trí nào?
một quả nó sẽ nằm quả ớt phải nằm dưới dưới tất cả. Ok, kể xuống, hoặc là các bạn dùng phím nóng để các bạn di chuyển. Rồi cho xuống dưới. Ok, Ctrl T cho nó xoay tí xíu, Ctrl G, Ctrl T xoay qua đây lớn lên. Nếu cần các bạn có thể trừ cái cuốn ra. Mình sẽ làm gì đây? Trừ cái cuốn ra. Rồi, các bạn sẽ cần Ctrl G cho thầy tạo một vùng tròn là lấy cái trái ớt thôi. Và bạn sẽ dùng Ctrl U, bạn đổi màu trái ớt. Đó, đổi từ ớt đỏ sang ớt xanh. Được chưa? Đó là mình sử dụng công cụ đổi màu. Như vậy với bài tập này, chúng ta cảm giác nó khó ở đâu? Dễ thì không cần phải nói, khó ở điểm nào? Theo em khó điểm nào? Hả? Cái đường này rồi, ok. Em khó ở đâu? Có ai khó ở vị trí khác không? Như vậy thì các bạn sẽ thực hành lại cái bài này cho thầy. Và chú ý là mình có 3 điểm, 3 điểm chính nè. Mình click đây một cái nè, click chỗ này một cái nè, click bên này. Và sau đấy thì các bạn sẽ click điểm giữa này để các bạn kéo xuống mà nó không xuống. Từ đây đến đây, click ở quả này kéo lên, nó cong lên hết. Rồi các bạn lấy cho thầy cái bài đó về.